Van wie ben je er dan een? Ik moet de bloemen halen. Mol wacht aan de werkkoop. Ja, daar kan Mol wacht aan. Maar bloemen? Wat bloemen? Vegen liggen. Daar heb ik hem meegenomen. Die ligt hier al 30 jaar. Ik kijk naar die. Maar het is helemaal niet. Die vegen. Toch is het wel best wel mooi. Ja. Mario Winter, waar woon je dan? Rob heeft een keer een stuk van mij gemaakt. Ja. En dat was snel vanuit Australië. Ja, maar ook zo. Maar ja. Xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay mình có buổi đi chơi với những người hàng xóm thân thiết của mình các bạn. Tụi mình đến tới một cái khu vườn của một cái ông. Ổng có 10.000 mét vuông, cái ổng mới làm một cái khu vườn theo ý của ổng á. Rồi mọi người ở quanh vùng đây biết cái vườn của ổng thì tới xem. Và vé vô cửa là 5 euro một người các bạn. Cho nên là thấy hôm nay là mọi người rủ nhau đi chơi đây các bạn ơi. Người đàn ông đang ngồi đằng kia là chủ của khu vườn đó các bạn. Những cái thân cây cũ á, có cái hình dạng đẹp ông cũng giữ lại các bạn. Ông làm thành một cái tác phẩm nghệ thuật như vậy nè các bạn nè. Ông để cái ngôi nhà vẫn còn rêu phong nè các bạn. Đẹp ghê không? Những ai mà hoài cổ hoài niệm là thích lắm. Đây những cái xe đạp cũ xét ông giữ lại. Những khu vườn như vậy nè các bạn rất thích hợp cho những người mà yêu thiên nhiên và rất là hoài cổ các bạn. Những cái đồ vật cũ ông giữ lại hết và ông trang trí trong cái khu vườn luôn các bạn xem thích lắm.
Bây giờ người ta có nhiều cái vật liệu tiện lợi lắm các bạn. Nhưng mà mình rất là thích những cái mà người ta dùng tự nhiên như vậy. Các bạn coi nè, không đinh ha, không có gắn cái đinh gì hết, kê lên thôi. Mà thành một cái tay để mình vịn nè, mình đi bước qua cầu nè. Người hàng xóm mới chỉ mình là cái bông này có thể múc được, múc phía sau được. Mình mới nhớ hồi nhỏ đó các bạn, mình đi chơi á, mấy bạn cùng xóm dạy cho mình là có cái hoa ở Việt Nam, không biết gọi là hoa gì, hoa cức lợn chắc, cũng hút phía sau dây như vậy nè. Mùa này hết hoa hồng rồi các bạn, hết hoa hồng rồi. Nè, mấy cái cây này ông làm cái hình dáng đẹp quá. Đây có bụi hoa hồng trắng đây.
Thật sự các bạn, những khu vườn như vậy á, người ta làm vì sự yêu mến thiên nhiên nhiều hơn chứ không phải vì lợi nhuận các bạn. Các bạn tưởng tượng á, vé vô cửa có 5 đồng, có 5 euro một vé thôi các bạn. Mà mình thấy công sức ở đây rất là nhiều. Bỏ công bỏ sức dữ lắm và cũng không có nhiều người tới. Như trưa nay là cái nhóm của mình là cái nhóm duy nhất đó. Tới đây đó các bạn. Cho mình là mình thấy là ông yêu cái thiên nhiên nhiều hơn, ông yêu cách làm vườn nhiều hơn là ông làm cái này để kiếm lợi nhuận các bạn. Các bạn coi nha. Ông giữ hết những cái gì mà xưa cũ mà ông thấy là đẹp á. Ông giữ lại từng cái gốc cây nha. Ông giống như là một người nghệ sĩ á.
Mình hơi tiếc một cái á, là khu vườn này nằm gần đường cái quá, cho nên đi như vậy mà mình lại nghe tiếng xe chạy qua chạy lại rất là ồn các bạn. Phải chi mà đây mình nằm một cái nơi mà không có xe cộ, nghe tiếng xe cộ sẽ rất là lý tưởng các bạn. Mình thấy hơi tiếc ở một cái điểm đó thôi. Ở đây mình thấy có một cái ao bèo nè các bạn. Ở đây mình thấy một cái tượng Phật Di Lặc mà sao để nghiêng ngẹo vậy ta, để hơi bị nghiêng á. Tượng rất là đẹp, tượng gương mặt rất đẹp.
Moet ik ook lachen? Nee hoor. Niet te lachen. Ja. Wel zwaaien. Ja. Ja, nou, doei doei. Doei. Hallo, hoe gaat het met jullie allemaal? Met mij gaat het goed hoor. Dankjewel. Ja. Ik praat met mijn eigen taal. Vind je wel goed? Ja, dat is geen probleem. Mình mới hỏi thăm ông á, là ông làm cái vườn này tự. 90% doe ik het alleen. Ja? 95%. Ja. En die andere 5% heb ik af en toe een paar uurtjes. Ja. Echt knap. Ik vind het echt knap. Nou, weet je, je moet passie hebben. Gedreven zijn. Houden van de natuur. Dat denk ik ook. Ja. Anders hou ik niet vol. Ik heb daarvoor gekozen, hè. Ja, voor dit. Dat dacht ik ook. U doet deze niet voor ticket, nee, maar als je daarvan moet u doen, zelf. Dan kun je het best gelijk stoppen. Ja. 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 Waar kom je uit Korea? Vietnam. Of Vietnam? Ja. Dat ligt er vlak bij elkaar, of niet? Nee. Vietnam in het zuiden, Korea is naar noorden van Azië. Zo. Ja. Ja. Korea, China en Japan zijn vlak bij elkaar. Wij, Vietnam, Thailand, vlak bij elkaar. Oh zo, ja, ja precies. Maar je bent gevlucht uit of getrouwd met? Getrouwd met mijn man.
bà đem quýt cho mình ăn. Mắt bận quay phim quá, bà lột quýt dùng cho luôn. Thank you, đăng chị vào. Kheda, đăng chị vào, lekker zoet. Omdat ik op vakantie ga zondag, dan ligt die hele fruitschaal vol. Dus ik denk, ik neem het mee. Ja. Moet maar op. Zie je wel die boom heel apart, Gerda? Ja. Die. Oh, die tak komt helemaal daar. Ja, echt apart, hè? Apart, hè? Die magnolia. Nee, dat was dat. Had hij jouw duim determineren? Dat is perenbloedluis. Al perenbloedluis. Het is geen bloemetje, het is een luis. Hier zit een luis. Ja, echt mooi. Er is ook een Lucinda, hè? Wat is Lucinda? Een fuchsia, die heet Lucinda, net zoals mijn dochter. Ah, oh ja? Ja. Die bestaat toch ook? Ja. Af en toe. Die worden eerder geworden, die zijn nog meer kan gaan staan. Ja, ik ben in Bossenhoofd geweest. Dat is zo'n CBS. Dus weet je, mensen die terug gaan dan uit Bossenhoofd. Bossenhoofd? Ja. Ja, die tuin niet in die hoor. Ja, nou hebben we zoveel regen gehad, hè? Ja, en dan moesten we sproeien. Ja. Ja. Want de boven bij ons is ook allemaal zand. Oh, dat is helemaal zo droog. Dat zakt er gelijk doorheen. En we zitten daaronder dan nog alleen maar in laag. Hi. Alles weer bij elkaar? Verdwaald? Ja, hun waren verdwaald, maar wij gingen niet op de fiets. We waren bijna verdwaald voordat we hier kwamen, maar nu zijn we niet verdwaald. Welkom. Ik had, weet je wat ze beter kan ik met de weg, hè? En je kent wel die hobby. Đi coi vườn xong rồi các bạn, bây giờ ghé vô uống nước, ăn kem. Nhiều khi các bạn ở chung với nhau một xóm như vậy đó, gặp nhau cũng thường xuyên lắm. Nhưng mà chỉ là để nói mấy câu bâng quơ, hỏi thăm sức khỏe sơ sơ thôi. Hoặc là nói thời tiết chút cho vui vậy thôi. Chứ ít có hỏi thăm về gia đình như thế nào. Thành ra những cái dịp như vậy nè các bạn, là để ngồi rồi trò chuyện, nói chuyện rồi sâu hơn, nên rất là vui, rồi thoải mái đó các bạn. Understand you? Yeah. You speak English? Praat gewoon met je. Gewoon praten en dan nog handen en voeten. Ja, dat is mooi hoor. Vind ik ook hoor. Nou, mijn twee was er net vier. Ja. Ik ga hem even foto maken. Ik ben toch ijs. Ja. Luca. Oh ja, Kom maar Trein, is het wel echter? Ien is het echter? Ja, is echt slag. Nog een keer, Gerda? Lekker, hè? Niet te geloven.
niet een deel van Afrika? Krijg je niet een bordje erbij? Super. Oh, ziet echt mooi uit. Ja, heerlijk. Hey, van jou ook. Natuurlijk, erg op zoek. En op dat moment fiets je door. Ja. En dus ik stop in staat op rood. Ik zit altijd tegen dat mensen terug. Je moet ruzie maken met haar. Ja. Mình xin được phép kết thúc video ở đây nha các bạn nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye. 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 Bye.